chó Bắc Hà. Thường thường thì mọi người gọi đây, gọi tắt nó là giống chó Bắc Hà. Còn cái đầy đủ của nó thì nó gọi là giống chó Bắc Hà xù. Đấy, có con thì vẫn muốn chơi. Đó, lúc nãy nó không thèm chơi đâu, có mấy con rốt ra là kích thích chứ nó chơi đó. Đấy, lâu ít sợ, ít sợ. Lúc nãy là còn ngáy ngủ. Ngáy ngủ bây giờ mới tỉnh ngủ. Ông còn đang gặm được cái gì đây? Cái lá. Lá. Vừa vào chuồng đấy. Con rất là nghịch, này là một con cái. Đây. Đó, bây giờ cho nó tỉnh ngủ rồi cho nó chạy cũng nhanh lắm. Ra chơi, ra đây, ra chơi. Tụ đây, vắng bọn kia là tụ đấy. Không có mấy bạn đen là nó lại là bắt đầu lại ra lại nằm. Bà này bà vẫn là còn đang thích chơi. Đây. Cái này, bà cái này bà vẫn còn đang thích chơi này. Cái này hình ảnh của nó cũng hình ảnh HD chứ. Ôi giời, full HD. Bác Hà này thì nó đỡ nghịch hơn là bọn cọc. Bọn cọc nó nghịch hơn bọn Bác Hà. Đó. Ờ, nào. Nhìn đây mà. Hey, 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 hey. Hey. Đó, ở tụ một tí nghỉ rồi này, bắt đầu lại tung tăng chơi. Đó, tụ một tí nghỉ rồi này, bắt đầu lại tung tăng chơi. Bác Hà này thì nó đỡ nghịch hơn là thằng cọc. Đây là coi như là nếu mà như bình thường mà tiêm đúng ngày là tầm này là đoán chó luôn rồi đây này. Đợt đàn này là tiêm vaccine chậm, coi như là chậm mất khoảng 5-7 ngày. 5 ngày nữa thì mới được bắt. Như bình thường thì là tầm này được bắt rồi này. Tầm 6 cân 7 cân là được bắt rồi. Đó, nhìn vậy nhưng mà nó cũng to lắm. Đó, chơi bài đấy nó mới tất cả nó đều tập trung. Ra đây nào, ra đây chơi. Hey. Hey 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 hey. 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 Tạo ra những cái âm thanh lạ.
để cho nó chú ý. Tiếng hít gió này có vẻ là nó hơi bé. Đó thì mấy con này thì cũng mấy người hỏi cho đực thì cho đực đến bây giờ là vẫn còn nguyên ba con, chưa có nhận cọc của ai cả. Thì mọi người có thể mấy hôm nữa mọi người mà nếu mà nó còn chó thì mọi người có thể đến để mọi người xem trực tiếp ở tại trại ở Hà Nội, ở Thúy Lĩnh Hoàng Mai Hà Nội. Thì nếu mà khi đến xem trực tiếp thì mình sẽ gửi cái địa chỉ cho gửi cái địa chỉ trên bản đồ cho mọi người đến, không phải hỏi hỏi thăm địa chỉ nữa, mà mình sẽ gửi cái địa điểm ở trên bản đồ cho mọi người có thể đến được tận nơi. Đực này, đây là một con Bắc Hà đực này. Ây, lúc nào mà chúng nó chú ý ấy, thì nhìn cái mõm của con đực nó hộp hơn là con cái. Nhưng nếu lúc nào chúng nó phởn thì không biết được. Không có gì lắc để cho mấy đứa này nó hóng nha. Dồn hết vào một góc. Hả? Dồn hết vào một góc đấy hả? Hả? Cái bọn này nó thì... Bọn này nó không lùi. Nó không nghịch như là bọn cọc. Đây, ai mà thích nhà vui vẻ thì nuôi hai con, một Bắc Hà một Rốt cho nó chơi với nhau. Hoặc là một Bắc Hà một Mông Cọc cũng được. Nhưng mà Mông Cọc thì nó cũng ham vận động lắm, nhưng mà nếu mà nói ham vận động thì nó vẫn còn kém một Rốt này. Một Rốt nó vẫn ham vận động hơn. Một Rốt nó ham vận động, nó chủ động hơn. Bây giờ nó mới nô. Đó. Có mấy con Rốt ra cái là Bắc Hà xù nô luôn. Lúc nãy là nó không có bạn chơi. Không có chơi, phải không có nào đột phá. Phải có đối. Đấy, phải nó phải có một con nó đột phá. Phải có dẫn dắt. Đấy, nếu mà không dẫn dắt là không chơi. Bắt đầu đến giờ phởn. Có hai cái đàn này là nó sàn sàn tầm cân nhau thì cho nó chơi với nhau được. Chứ nếu mà một đàn bé mà đàn to thì cũng không cho chơi được. Nhẽ ra là cho mấy con cọc chơi cùng đấy, nhưng mấy con cọc nó còn bé quá. Cọc già nó đè cho. Cọc già nó chỉ cần nằm nó đè lên cái thôi là khỏi phải chơi gì luôn. Nhưng mà nếu mà lớn lên tuổi choi choai của nó thì nó lại láu nháu lắm anh ạ. Lớn lên choi choai láu nháu lắm đấy. Bắt đầu cắt cho phát sáng ngày ra là thôi rồi. Cái con bố của nó mà lúc em bắt về nên là nó khoảng tầm 9-10 tháng thì nó nghịch như một giặc luôn. Gọi là xí sớn, tí tởn. Cái giống Bắc Hà xù này thì nó được cái là nó thân thiện hơn. Nó được một cái là nó thân thiện, nó dễ gần hơn. Nó trông nhà ok, rất là ok, nó trông nhà rất là ok. Nhưng với mọi người trong nhà là nó gần tất cả mọi người ở trong nhà. Nó có một cái độ theo kiểu là cái tính cách của nó có một cái độ thân thiện. Theo cái kiểu giống như là những mấy cái giống chó Tây như là Golden. Bọn này là nó có một cái tính theo kiểu như thế, nó cũng đến một cái tuổi nào đấy là nó cũng có một cái độ bắn nhắn nghịch. Ngày bé này thì nó đỡ nghịch. Nhưng lớn lên một tí thì nó cũng nghịch đấy, nhưng mà nhìn chung là nó chủ động, là nó thân thiện với lại mọi người ở trong nhà, mà nó cũng đẹp, lông của nó rất là đẹp. Samoy. Thì bọn này nó là một cái giống mình đánh giá là nó là cái giống chó mà thích hợp để mà nuôi trong nhà đấy. Giống chó của Việt Nam thích hợp để nuôi trong nhà. À, nhìn lông con này, nhìn này, zoom này. Đó. Ok luôn. Đó. Cái lông trắng nó có một cái độ bóng khi mà lên video là nó có một cái độ quáng quáng kiểu như thế. Đó, nhưng mà nhìn thấy rõ cái là hai cái lớp lông. Đó. Còn này là cái mặt của nó ở trong cái giai đoạn này là nó theo kiểu mặt khỉ này. Là cái lông đầu của nó dày kìa. Còn cái lông mũi của nó thì là nó ngắn này. Nhìn mặt như mặt khỉ á. Kiểu cho nó vậy đó. Nhìn thằng này là nhìn là rõ này. À, hai thằng này nhìn rõ này. Một thời gian nữa là cái mặt nó còn giống mặt khỉ nữa. Đó.